có sự đạo kịch bản ở đây. Đạo kịch bản có một tí được không? Và các bạn thân mến, chúng ta đang nghe chương trình Nhạc nhẹ các nước của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này được phát trên sóng FM 99,9 MHz. Quý thính giả đồng bằng sông Cửu Long thì có thể nghe chương trình ở tần số 103,2 MHz. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe hòa tấu nhạc phẩm Jazz El Fiore. Trên sóng FM 99,9 MHz và phát lại lúc 12:45.